máu chó. Họ, nhục, đậu, khấu. Bộ phận dùng, hạt, thu hái vào mùa hạ, phơi khô. Tính vị công năng, hạt máu chó có tác dụng sát trùng. Công dụng, theo kinh nghiệm nhân dân, hạt máu chó được dùng làm thuốc chữa ghẻ rất công hiệu. Phương pháp đơn giản là lấy chừng 10 hạt, đập bỏ vỏ ngoài, lấy nhân, giã nhỏ nhuyễn, trộn đều với 10 đến 20ml dầu, dầu lạc, dầu vừng hoặc mỡ lợn, đun sôi trong 15 phút, lọc để nguội, dùng tăm bông sạch, chấm thuốc, bôi vào các mụn ghẻ. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, ngày bôi 2 lần, thường chỉ bôi 3 đến 4 lần là khỏi. Cần bôi một lớp thật mỏng, nếu bôi nhiều, mụn ghẻ có thể bị kích ứng mạnh, mưng lên, gây lở loét khó chịu. Hoặc lấy 50g hạt máu chó, sảy bỏ vỏ, nghiền thật nhỏ, trộn với 200ml rượu trắng 30 đến 40 độ, đun sôi nhỏ lửa cho bốc hết hơi rượu cho đến khi được một dạng sền sệt là được. Cách sử dụng như trên. Cũng có thể dùng dầu ép từ hạt với quy mô sản xuất lớn như thuốc ghẻ Tiên Hội trước đây ở Bắc Ninh. Nếu 100kg hạt máu chó, sảy bỏ vỏ, lấy nhân giã nhuyễn, thêm muối đã rang khô 10kg trộn đều, dùng chõ đồ như sôi rồi ép lấy dầu. Khi dùng dầu cũng phải pha loãng để tránh gây kích ứng mạnh và bôi thật mỏng. Bài thuốc có máu chó. Chữa các loại ghẻ lở hắc lào. Hạt máu chó 100%, quả bồ hòn 50%, hạt củ đậu 50%, giã nhỏ, nấu thành một thứ hỗn hợp, bôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác